Kết quả trận bóng chuyền nữ Trung Quốc và Canada. Trung Quốc thua đau tại vòng loại Olympic Thế giới 2024. Thưa quý vị, sau 4 ngày thi đấu, cú sốc lớn nhất ở vòng loại Olympic Paris 2024 đã diễn ra khi đội chủ nhà Trung Quốc gục ngã đau đớn trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Canada. Cuộc đụng độ giữa tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc và Canada được đánh giá là trận đấu vô cùng hấp dẫn bởi các cô gái Bắc Mỹ đang chơi thực hay kể từ đầu giải. Thế nhưng, không mấy người dám nghĩ đến thất bại cho đội bóng chủ nhà. Set đấu đầu tiên chứng kiến màn rượt đuổi điểm số đầy hấp dẫn giữa hai đội bóng. Thế nhưng Canada lại là đội bản lĩnh hơn để vượt lên với một chiến thắng xiết sao 28-26. Phải nhận set thua đầu tiên kể từ đầu giải, tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc sốc lại tinh thần và thi đấu tưng bừng trong set 2 để có được thắng lợi áp đảo 25-15 trước Canada. Kịch bản set 1 được lặp lại trong set 3, khi một lần nữa Canada là những người giành chiến thắng ở thời điểm quyết định với tỷ số 25-23. Trung Quốc buộc phải thắng trong set 4 và họ đã làm được khi thắng 25-22, qua đó cân bằng tỷ số set 2-2 để đưa trận đấu vào set 5 quyết định. Hai đội tiếp tục giằng co nhau trong set cuối cùng. Trung Quốc có cho mình cơ hội giành match point nhưng không tận dụng được và phải trả giá bằng set thua 15-17. Chung cuộc, Trung Quốc thua 2-3 trước Canada, điều này sẽ khiến cục diện bảng B trở nên rất khó đoán khi cơ hội lúc này đang chia đều cho cả Serbia, Trung Quốc, Hà Lan hay Cộng hòa Dominica.